Leo Ngân Anh chính thức lên tiếng vì liên tục bị netizen tố nhan sắc giao kéo, hớ hên vòng 1 trên thảm đỏ Fashion Week. Trên thảm đỏ Việt Nam International Fashion Week 2020, đêm ngày 4 tháng 12, Hoa hậu Leo Ngân Anh nổi bật với bộ váy hồng pastel quyến rũ. Trang phục của Leo Ngân Anh thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế Ivan Trần. Bộ váy có tông màu pastel, gây ấn tượng với sự tỉ mỉ và xếp layer, nhằm tạo nên hình khối bắt mắt phát họa nét duyên của áng mây cách điệu. Thiết kế này giúp người đẹp được tôn dáng một cách tối đa. Cô tự tin với vòng eo con kiến, một bờ vai gợi cảm và đôi chân dài thon thả. Đáng tiếc bộ cánh của Leo Ngân Anh lại trở thành chủ đề bàn tán vì bị soi ra những chi tiết nhạy cảm. Một số trang tin và dân mạng cho rằng cô đã lộ vòng 1 trước bàn dân thiên hạ. Đối mặt với nghi vấn lộ hàng, Hoa hậu Đại Dương năm 2017 bức xúc. Nhìn kỹ hình thì tôi không lộ gì cả, tôi đã mặc trang phục lót màu da rất cẩn thận và chiếc váy cũng có đến mấy lớp layer lận mà, tôi bị ánh đèn làm hại. Bên cạnh đó, Leo Ngân Anh cũng bị chê là để mặc sưng húp đến sự kiện. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng tất cả là do góc chụp đã khiến gương mặt của cô khác lạ hơn bình thường. Không chịu giữ im lặng, tối ngày 6 tháng 12, Leo Ngân Anh chính thức lên tiếng giải thích rõ. Các bạn ơi, câu chuyện nhan sắc thì các bạn nhìn qua một tấm hình, các bạn có thể nhận xét đùa cợt theo cảm quan của các bạn. Nhưng có những chuyện không mà bảo có thì thật sự là rất ác đó ạ. Mình mặc trang phục này thì chắc chắn phải có bra màu da bên trong, mặc dù nhà thiết kế đã tính toán cho chiếc áo player mấy lớp để có thể mặc được một cách ứng dụng nhất rồi. Với mình thì đi event đến 2 tiếng đồng hồ chụp cả chục tấm hình, nếu ở ngoài có sự cố như các bạn đang theo dệt không lẽ ekip không thấy mà nhắc. Một tấm hình chỉnh chu cần rất nhiều yếu tố, ánh sáng tự nhiên, đèn tự máy, góc máy và kỹ thuật của người chụp. Đừng vì qua một tấm hình chụp vội mà đánh giá, thậm chí là bị đặt những chuyện nhạy cảm như vậy. Thật sự không hay đâu các bạn à, thân mến. Được biết Leo Ngân Anh tới thảm đỏ Việt Nam International Fashion Week năm 2020 để ủng hộ nhà thiết kế Ivan Trần cho ra mắt bộ sưu tập mới Dreaming the Sirut. Nếu như mọi người đã dần quen với phong cách nhã nhặn mặc kính như bưng của Ngân Anh từ khi cô làm giảng viên, thì sự tái xuất lần này trong sự kiện thời trang, cô cũng đa dạng biến hóa lối makeup sắc sảo, cá tính khác hẳn ngày thường.